tôi thật yêu chân lý, yêu hòa bình, yêu tự do, nên ta mến yêu đạo Phật, nên ta mến yêu đạo Phật, yêu mọi người, yêu muôn thú, yêu sống nói, yêu thiên nhiên, nên ta mến yêu đạo Phật, nên ta mến yêu đạo Phật. Việc ác ta không làm, việc thiện ta hăng say, tâm khẩu ý thanh tịnh, chư Phật đã chỉ bày. Trước chúng ta học đến bài 103 nói về việc tụng kinh Parika có được lợi ích hay không. Qua bài kinh này thì chúng ta đã hiểu rất rõ tụng kinh như thế nào để được lợi ích. Tiếp theo hôm nay chúng ta sang bài 104 với tựa đề là Oai lực của Đức Phật thua ma vương chăng. Ở đây nó không có chữ chăng nhưng đánh dấu hỏi. Tức là oai lực của Đức Phật có thua ma vương hay không? Kính thưa đại chúng, nghe thế tựa đề của cái bài kinh này, các thầy dịch giả đặt cái tựa đề, mình nghe mình cũng giật mình. Oai lực của Đức Phật có thua ma vương. Thế thì chúng ta có tu theo Phật hay nữa hay không?
Nếu Phật mà thua Ma Vương thì mình tu theo Ma Vương chứ, đúng không? Chắc chắn mình biết rằng đây chỉ là cái tiêu đề đặt ra và để giải hết nghi ngờ cho chúng ta. Vậy kính thưa đại chúng, oai lực là cái gì? Cái chữ oai hay là uy đấy, là nó cũng là một cái từ Hán đó. Tức là nói về cái oai hay là uy, tức là cái mà làm cho người ta kính sợ, khiếp sợ. Wow. Nó làm cái gì đấy tôn nghiêm, trang nghiêm. Đấy, cái đấy gọi là uy, là oai. Lực ấy, tức là sức mạnh. Vậy oai lực ấy, tức là một cái gì đấy, cái sức mạnh mà làm cho mọi người phải nghiêm kính, phải kính sợ, kính nể. Đấy gọi là oai lực. Thế thì chúng sinh ấy, thì có oai lực hay không? Thế rồi Phật Bồ Tát oai lực như thế nào? Thì có, là mỗi người có một cái oai lực khác nhau. Tất nhiên có người rất rất ít, có thể ít gần như con số 0, tức là chẳng có một tí uy nào, rất là ít. Nhưng có người thì có uy lực lớn và rất lớn. Đấy. Thế thì cái bài này muốn nói rằng oai lực của Phật có thua Ma Vương hay không? Như vậy Ma Vương nó cũng có oai, có lực. Thế thì oai lực của Phật như thế nào? Và cái oai, cái lực này ấy, nó từ đâu mà ra? Tự nhiên mình có không? Thì kính thưa đại chúng, trong giới luật của Phật thì nói chữ oai hay chữ uy đó, là oai là làm cho mọi người khả sợ, nghi thì làm cho mọi người khả kính, oai nghi thì làm cho người ta kính sợ. Oai lực cũng thế, là nhiếp phục người khác. Đó, có sức mạnh. Nghe không? Vậy thì cái lực này này, nó là cái lực gì? Nó có giống như cái lực Newton hay là cái lực của điện hay không? Thì cái này là nó không phải giống như vậy, mà nó là cái lực về mặt tâm linh, về mặt tinh thần. Những cái người, người ta có cái vị thế lớn, có cái sự rèn luyện, thì họ đều có một cái uy lực nhất định. Thầy nói chữ uy hay chữ oai cũng thế. Người miền Bắc mình thì hay nói chữ uy, nghe không? Thế đều phải rèn. Ví dụ nhìn thấy một ông đại tướng chẳng hạn, ông bộ trưởng, trông ông có uy. Hay ngày xưa thì nhìn thấy vua và nhìn thấy ông quan, rất là uy nghi, mình trông mình cũng kính nể. Hay là nhìn những cái bậc mô phạm, những bậc thầy khả kính, mình nhìn mình cũng thấy rất rất là kính nể. Đó. Thế thì tất cả những cái này, thưa đại chúng, nó đều phải từ trong cái năng lực của nội tâm mà ra. Thế thì cái tựa đề này nói rằng cái uy lực của Phật so với Ma Vương như thế nào? Ma Vương là thế nào? Ma Vương tức là vua ma. Ma tức là những cái thành phần mà chuyên cản phá cái thiện pháp của chúng ta. Đấy là ma. Làm cho cái thiện pháp của mình không tăng trưởng được, dẫn dắt chúng sinh đi theo những cái ác pháp. Đấy là ma. Thì Ma Vương á, là cái, một cái vị trú ngụ ở trên cõi trời. Nó ở cõi trời lục dục đấy, là cõi trời thứ 6, là cõi trời tha hóa tự tại. Mình còn gọi là ma ba tuần. Đó. Cái loại ma này họ cũng có cái phước. Thế nhưng mà nó, vì nó còn dục, đắm say trong dục. Đó. Cho nên ấy, nó cản phá các cái việc tu tập thanh tịnh. Và nó làm cho cái thiện pháp của người tu tập này không tăng trưởng được, ngăn cản. Mà ma này ấy, thì nó không phải ngăn cản chúng ta đâu, mà kể cả đến Phật. Đấy, chúng hiểu không? Đến Phật nó cũng đến, nó quấy phá Phật, chứ không phải không đâu. Chứ không phải chỉ là chúng ta đâu. Phật như thế nó cũng đến quấy phá. Thì kính thưa đại chúng,
Ma vương thì cũng có tuổi thọ nhất định thôi. Ở trên cõi trời tha hóa tự tại, sống bao nhiêu năm rồi cũng hết tuổi thọ, cũng phải rớt xuống. Mà không ai xa lạ, thưa đại chúng, Ngài Mục Kiều Liên, đệ tử bậc nhất về thần thông của Phật, cũng đã từng làm ma vương, nên không xa lạ gì cả. Thế thì như vậy chúng ta ở đây này, có thể chưa được làm ma vương, nhưng mà chúng ta là con cháu họ hàng của nhà ma hết đấy, nghe không? Mình cũng quái quỷ lắm chứ, nghe không? Trước đây mình cũng ma quái lắm, nghe không? Thấy người ta đi tu học Phật Pháp mà ngăn cản, chống phá, nghe không? Không biết nhân duyên thế nào mà mình bây giờ lại thuận duyên để đi học Phật Pháp thế này. Chứ mình là ngày xưa mình cũng là ma đấy chứ gì đâu, mà ma bé bé đấy, nghe không? Chưa được làm ma vương. Thế thì kính thưa đại chúng, ma là cản phá thiện pháp. Cho nên khi mà có một người phát tâm tu tập chính pháp của Phật thì nó chấn động đến cả ma cung. Nghe? Chấn động đến ma cung, làm cho vua ma rồi ma con và cũng sợ hãi, họ cũng không thích. Nghe? Cho nên người tu thì thường là cũng có ma đi theo họ cản phá. Và tùy theo cấp độ, mình tu vừa vừa thì ma nó phá vừa vừa, tu cao thì nó phá cao. Đấy, cũng giống như học sinh mình ấy, đi học đó, bé thì học lớp 1, lớp 2 thì chỉ thi cái bài cộng trừ nhân chia đơn giản thôi. À, nhưng mà lên đến cấp 3 là phải những bài hàng đẳng thức khó rồi, những cái công thức khó rồi, và vào đại học thì lại càng khó nữa. Đấy, thì nó có những cái việc như vậy. Cho nên ma, thường nói đến ma thì ai cũng ghét, vì nó ác, vì nó phá hoại những cái thiện pháp. Thế nhưng mà đối với cái nhìn của Đạo Phật ấy, thì ma tuy thế cũng lại giúp cho chúng ta tu tập. Nếu không có ma thì chúng ta cũng khó thành Phật lắm đấy. Không có chướng ngại, chướng nạn thì mình cũng không có lấy đâu ra được công đức đâu. Thế này chúng nhé, cho nên cái nhìn mà đầy đủ của Đạo Phật ấy, và với cái nhìn của cái bậc chân thật tu hành, thì không ghét ma, không ghét ma, không phải ghét đó. Mình còn ghét cũng không được. Cho nên ấy, người mà biết tu thì đối với ma mình vẫn cảm ơn, còn không biết tu thì mình oán trách, mình căm hận, oán trách. Như thế là mình chưa nhìn đầy đủ. Cho nên ấy, nói ma cũng giống như mấy thầy giáo khảo thi đấy. Nó khảo mình để cho mình thi, cho mình lên lớp. Chứ không có ma. Đức Phật ấy, đây thầy nói cái bức tranh bên cạnh đây này, Đức Phật mà không có cái bức tranh này này thì Phật không thành Phật được. Ma nó đến nó khảo Phật cái lần cuối cùng, Phật mới đỗ thành Phật được đấy. Nếu Phật không thắng được cái lúc này, không thành Phật. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên chùa mình bố trí cái, tất cả các bức tranh này là cơ bản về những cái lịch sử của Đức Phật đấy. Những cái bức tranh về những cái giai thoại rất tiêu biểu về Đức Phật. Đây là bức tranh mà hàng phục ma quân, và bức tranh này là chứng thành đạo quả. Để đi một vòng xung quanh chùa mình là nắm được những cái câu chuyện cơ bản, căn bản về cuộc đời của Đức Phật. Thì kính thưa đại chúng, vào bài kinh này thì vua Milanda là một người rất là đọc rộng kinh điển của Phật. Thì ông thấy cũng có những cái nghi ngờ. Rõ ràng ông ấy biết và ông tin là Phật là phải oai lực lớn nhất rồi, nhưng mà tại sao lại có những cái câu chuyện, những cái đoạn kinh mà làm cho mình không thể hiểu nổi, không tin được như thế? Thì câu chuyện nó như thế này. Ông vua Milanda ông mới hỏi Đại Đức Na Tiên thế này: Bạch Đại Đức, Đức Đại Giác đã tròn đủ các công hạnh Ba La Mật, nhờ trong vô lượng kiếp Ngài đã tích lũy biết bao nhiêu công đức và phước báu, nên kiếp cuối cùng này chắc Ngài cũng viên mãn về tài lộc, viên mãn về lợi danh, viên mãn về tứ sự như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men, vân vân. Có phải vậy không
Hà Đại Đức. Đại chúng lắng nghe cái câu hỏi của ông vua Milan Đà. Ông hỏi tỳ kheo Na Tiên thế này: Đức Đại Giác, tức là Đức Phật đấy, đã tròn đủ các công hạnh. Tròn đủ các công hạnh, tức là tất cả các công hạnh của Ngài không còn khiếm khuyết, tròn đủ rồi. Phật là người duy nhất đầy đủ tất cả các công hạnh, các đức hạnh, các công hạnh, không còn thiếu sót cái gì cả, không còn khiếm khuyết một cái gì. Đấy, thưa đại chúng, đặc biệt như vậy. Ngày xưa mình cứ nghĩ cái nhân vật đặc biệt nhất đó là ông trời. Ông trời là đủ hết, nghe không? Trời là cái gì cũng tài năng đầy đủ. Nhưng mà thật sự ở đây thì Đức Phật mới là người đầy đủ tất cả mọi đức hạnh, mọi công đức. Thì ông vua mới nói, Đức Đại Giác đã tròn đủ các công hạnh ba la mật. Tất cả các cái hạnh tu ba la mật Phật đã đầy đủ. Nếu không đầy đủ các ba la mật thì không thành Phật được, thưa đại chúng. Trong các ba la mật còn thiếu một cái nào là chưa thành Phật được, nghe không? Tỳ kheo Na Tiên của chúng ta đây này cũng còn thiếu các công hạnh. Rồi các vị thầy A-la-hán đấy, có một cái vị A-la-hán mà từ đầu kinh chúng ta nhớ đấy, phải không? Vẫn còn thiếu các công hạnh mà phải bổ túc thêm cái công hạnh đấy. Nghe, phải bổ túc thêm công hạnh này thì mới tròn đầy đó. Thế cho nên trên đường tu của chúng ta cũng thế, mỗi người tự xét mình còn khiếm khuyết phần nào thì mình phải bổ trợ phần đấy. Ví dụ tính mình là còn hay sân thì mình phải tu làm sao cho bớt sân vào và cho dần dần cái sân nó mỏng đi, đến lúc mình sẽ không sân nữa. Đối trước cảnh mình không sân, những cảnh nghịch lòng ngang trái mình không sân. Hay là mình còn thiếu nhẫn nhục, mình xem nhẫn nhục của mình còn thiếu thì mình cũng phải tu vào. Đấy, về giới pháp, giới đức mình còn thiếu khuyết thì mình cũng phải bồi đắp vào. Cho nên mỗi người chúng ta tu hành hàng ngày đều kiểm điểm lại cái công hạnh của mình, nghe, xem mình đã như thế nào. Muốn được công hạnh sau này tròn đủ như Phật thì hàng ngày, đây là thực tế hàng ngày, chúng ta phải làm tròn cái bổn phận của mình, phải làm tròn bổn phận của mình đấy. Mình là con ở trong gia đình thì mình phải làm tròn bổn phận làm con, làm cha làm mẹ trong gia đình mình cũng phải làm tròn bổn phận làm cha làm mẹ đấy. Làm thầy thì cũng phải làm tròn bổn phận làm thầy. Làm anh công nhân cũng phải làm tròn bổn phận của anh công nhân. Nghe à? Làm người lính ở biên địa, canh gác biên giới cũng phải làm tròn bổn phận người lính. Làm người bác sĩ cũng phải làm tròn bổn phận của người bác sĩ, người thầy thuốc. Hàng ngày mình phải kiểm mình, xem mình tròn chưa. Thì như vậy, phải từ những cái hạt nhân này dần dần sau này mình mới đầy đủ các công hạnh thành Phật được. Từ cuộc sống đời thường hàng ngày chúng ta tập phải làm cho tròn. Các công việc ngày hôm nay mình đặt ra, cố gắng mình làm cho tròn. Nhiệm vụ mình được giao, cố gắng mình hoàn thành với trách nhiệm, với tâm huyết cao nhất. Phải có cái ý thức như vậy thì cái đấy nó mới cho mình cái thiện nghiệp để sau này mình vào con đường tu tập giải thoát, mình mới đầy đủ các công hạnh được, thưa đại chúng. Thế một người mà cứ suốt ngày lỡ dở, việc gì cũng dở dang, mà học cũng không đến nơi đến chốn, tu cũng không đến nơi đến chốn, làm việc gì cũng dang dang dở dở, mà không lo cho nó trọn vẹn, thì người ấy nó không có được cái thiện nghiệp, sau này nó thành cái nghiệp dang dở không trọn vẹn, thì nó sẽ lâu xa mới thành Phật được. Đại chúng, cho nên tất cả chúng ta đều cố gắng bằng việc thật hàng ngày đây này. Chúng ta tu tập như nào, sống như thế nào, sống cho thật trọn vẹn,
một ngày của mình sống một trọn vẹn một ngày, sống có ý nghĩa đầy đủ. Cái đó là cái nhân để sau này mình viên mãn các công hạnh thành Phật. Đấy, đại chúng đấy, chúng ta phải rèn bằng cái việc hàng ngày. Những việc gì, nhiệm vụ gì trong ngày, cố gắng mình hoàn thành. Bổn phận mình làm cho tròn vẹn. Đấy, thì mới được, thưa đại chúng. Thì ở đây, ông vua Milan Đà, ông nói rằng Đức Phật đã tròn đủ các công hạnh ba la mật. Nhờ từ vô lượng kiếp, Ngài đã tích lũy biết bao nhiêu công đức và phước báu. Chúng ta biết Đức Phật tu hành A Tăng Kỳ kiếp. Nói A Tăng Kỳ là rất dài, rất dài. Mình thì làm sao? Mình thì đi chơi bời A Tăng Kỳ kiếp. Phật thì lo tu, mình thì lo đi chơi. Lo sống buông thả, lo buông lung vào ngũ dục, hai đường khác nhau. Bây giờ Thầy cũng lấy ví dụ để so sánh dễ hiểu. Giống như Phật tử chúng ta thì bắt đầu biết lo tu rồi, nghe không? Đấy, hôm nay thì đáng nhẽ nếu không tu thì ở nhà giờ này ăn xong là ngồi rãnh thẻ ra xem tivi hoặc đi cine vào, hoặc đi dạo chơi bãi biển, hoặc đi chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà lại khăn gói lên xe để về chùa, ngồi vào đây rất là nóng để nghe pháp. Hai đường khác nhau, đại chúng thấy không? Đương nhiên cái công như thế này thì sau này cái quả phải khác nhau. Có công thì sẽ có quả, nghe không? Ở chùa các thầy ngày xưa ở trong thiền viện, các thầy cứ nói vui với mấy chú cư sĩ này: các chú mà không chịu công quả đấy thì không thể qua được cổng, mà có công quả thì mới qua được cổng. Không công quả không qua được cổng, tức là không vào được cổng nhà thiền. Cho nên công quả tức là qua cổng. Cái gì cũng thế, phải có công quả. Có công thì có quả, mà có quả thì qua được cổng. Không công quả không qua được cổng. Không qua được cổng. Chúng ta cũng thế nè, muốn được qua cái cổng nhà thiền này, cái cửa không này để vào con đường Phật Pháp, nhất khoát phải có công lao, phải tu tập. Đã, chúng ta mất thời gian đến chùa nghe Pháp thế này, nó không phải vô ích đâu, mà nó là con đường của mình sau này đấy. Wow. Hai đường khác nhau. Một người bây giờ đang đi chơi, đi bát phố, wow, ăn chè nóng thế này, ăn chè, wow, ngồi xem tivi màn hình lớn là phải cháy chẳng hạn. Với một người lên chùa nóng như thế này nghe Pháp là sau này hai người khác nhau. Hai người khác nhau rõ ràng. Nhân nào, nghiệp nào nó ra cái quả đấy. Đấy, đại chúng thấy không? Thì cũng vậy, Đức Phật A Tăng Kỳ kiếp, Ngài tu hành. Chúng ta thì bao nhiêu kiếp ấy mải rong chơi, cho nên bây giờ mình mới phải như thế này. Và Đức Phật thì đã thành Phật và đã an lạc đầy đủ tất cả các đức tự tại, còn chúng ta thì chẳng tự tại chút gì, và lôi thôi lếch thếch bao nhiêu cái khổ, nghe không? Thân không tự tại, tâm không tự tại, Phật thì cái gì cũng tự tại, chúng ta thì toàn là bất như ý, bất tự tại, khác nhau. Thì đấy là do cái gì? Do công đức tu hành. Đấy. Thế thì ông vua Milan Đà ông mới nói Đức Phật do A Tăng Kỳ kiếp tu hành đầy đủ công đức phước báu, nên kiếp cuối cùng này chắc chắn Ngài cũng viên mãn các cái phước báu. Phước báu gì? Thứ nhất về tài lộc. Wow. Đức Phật là viên mãn phước báu về tài lộc. Đức Phật là người viên mãn phước báu. Nếu về tài lộc là Đức Phật là không có ai bằng Phật. Đại chúng thấy không nào? Không có ai bằng Phật về phước báu cả. Đấy. Ngài sinh ra đã làm con vua và trong hoàng cung đầy đủ, mà vua Tịnh Phạn xây cho thái tử. Nào là cung điện mùa hạ, nào là cung điện mùa đông, nào là cung điện mùa mưa, và cung điện nào cũng đẹp đẽ vô cùng. Hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng đẹp đẽ. Ngài đi là chân không phải chạm đất, đều đi đâu thảm trải bằng những cái vải lụa rất là quý, những vải nhung rất là quý. Đấy, Ngài sung sướng vô cùng. Wow. Trước khi sinh thì ở trên cung trời
đâu xuất là một thiên tử trên đấy, rất sung sướng. Khi hạ sinh thì giáng sinh vào cung vua, làm con vua, làm thái tử. Thái tử tức là sẽ lên ngôi làm vua. Thì như vậy chúng ta biết Ngài đâu phải là người thiếu phước báu, mà Ngài hoàn toàn tự tại. Cho nên ấy, về tài lộc, phước báu về tài lộc không ai bằng Phật cả. Đại chúng thấy không nào? Đấy, ông Cấp Cô Độc giàu nhất cả nước, giàu hơn cả vua, mà ông xuất hết cả kho vàng của ông ra, giải đất để ông ấy mua đất cúng Phật. Mà Phật có cần đâu? Đại chúng thấy không nào? Nếu mà nói về tài sản thì không ai bằng Phật được hết. Ông vua Ba Tiên Đặc, ông bảo sẵn sàng chia nửa nước cho Phật để Phật trị vì. Phật không cần cả một nước đấy, các tỳ la vệ, mà Phật còn không cần. Đại chúng thấy không nào? Đây Thầy chỉ nói là cái phước, cái hữu vi thể hiện ra thôi. Chứ còn Đức Phật là cả tam thiên đại thiên thế giới này, phước báu của Ngài cũng không bao giờ hết được. Đó, trong kinh có bài so sánh là một sợi lông chân của Phật thôi thì công đức phước báu bằng công đức phước báu của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới này cộng lại. Một cái sợi lông chân của Phật mà công đức phước báu bằng tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới cộng lại. Đó, không phải đơn giản. Như đại chúng biết rồi. Cho nên ấy, đừng nghĩ rằng đi theo Phật không có tài lộc. Ở đây ông vua Mi Lan Đà ông nói là Đức Phật với đầy đủ các công hạnh như thế thì Ngài chắc chắn là phải đầy đủ về tài lộc, viên mãn về tài lộc. Đấy là sự thật, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái phước báu nó bao trùm, công đức nằm trong phước báu. Cái phước báu này nó thể hiện về tài sản là Ngài đầy đủ hết, không thiếu. Tất cả chúng sinh không thể ai bằng Phật được về tài lộc. Cho nên chúng ta đừng lo đi theo Phật là đói, là không có gì, là chỉ thanh thanh tịnh tịnh, không có gì. Đi đến chùa để chỉ bắt cơm chay, chả được ăn giò chả, chả gì cả. Chúng ta ăn chay vì chúng ta đang tu hành, chứ không phải gì cả. Nghe không? Chứ còn cái người này phước báu người ta không phải là thiếu. Nghe không? Cho đại chúng. Đó. Thế thì ở đây ông vua nói là về tài lộc, Đức Phật là viên mãn. Về Đức Phật viên mãn về lợi danh, thì đại chúng thấy Đức Phật có đúng là về danh tiếng của Phật không ai bằng. Không phải chỉ vang ở trong một nước mà vang khắp thế giới. Không phải trong cái trái đất này mà vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Mười phương đều vinh danh Phật. Cho nên về danh của Phật là thật danh. Phật tuy không làm vua, không làm vua. Phật thừa sức làm vua, Phật không làm vua. Nhưng mà cái danh hiệu Phật này nó quý hơn cái danh hiệu vua nhiều. Không ai bằng Phật, đấng tối tôn, tối thượng. Wow, thế gian tôn kính, gọi là Thế Tôn. Không ai bằng Phật được. Thế thì đại chúng thấy về danh Đức Phật có phải là viên mãn không? Cái danh của Phật là danh chân thật, danh tự mọi người tôn kính. Nghe không? Chứ còn cái danh ở trần gian, nhiều khi chúng ta phải tranh đấu, phải giành giật, phải mua bán. Cái danh đấy chưa phải thật danh, cái đấy là cái hư danh. Nhưng cái danh của Phật chân thật. Nghe không? Tất cả mọi người tôn kính, không ai có thể xem thường được cái chuyện này. Đấy, cái cung kính ấy là cái chân thật. Cái danh đấy mới là giá trị. Mà danh vang khắp mười phương thế giới. Cho nên Phật là viên mãn về danh. Cái danh vua, danh quan không là gì so với cái danh Phật cả. Đấy. Rồi Ngài cũng viên mãn về tứ sự cúng dường. Bốn sự cúng dường đó là gì? Y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Đã. Ông vua Mi Lan Đà ông nói nếu Ngài viên mãn các công hạnh thì chắc là Ngài cũng đầy đủ viên mãn về tứ sự cúng dường. Y phục không có thiếu, vật thực không thiếu, chỗ ở thuốc men không thiếu thốn,
tức là viên mãn. Chẳng bao giờ thành Phật mà lại không có đất để ở, chẳng bao giờ thành Phật mà lại không có cái áo để mặc, chẳng bao giờ thành Phật mà lại không có viên thuốc để uống. Đấy, thì đại chúng biết rồi. Những cái này là những cái nhu yếu phẩm cần thiết cho một con người. Đối với các người đi xuất gia như các thầy thì bốn cái này gọi là bốn cái cần thiết: y phục, thuốc men, ẩm thực, chỗ nằm, chỗ nghỉ và chỗ ở. Có bốn cái đấy thôi, không có cái gì khác. Nhưng mà ở trần gian chúng ta thấy có rất nhiều người khổ về bốn cái này lắm. Có người cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, ốm đau không có thuốc men, bệnh tật không có thuốc, chỗ ở không có, phải đi lang thang đầu đường xó chợ. Đấy, chúng ta thấy rất rõ rồi. Nhưng mà Phật thì viên mãn. Cả hoàng cung như thế, xa hoa tráng lệ như vậy mà Phật còn rũ bỏ cơ mà. Ngài bỏ chứ không phải là Ngài không có. Nghe không? Ngài đã từng có và Ngài rũ bỏ. Cũng giống như vua Trần Nhân Tông của mình đấy. Ngài nói Ngài coi ngai vàng như đôi dép rách, xả ngai vàng giống như mình vứt cái đôi dép rách. Thì mặc dù Ngài vào trong rừng, Ngài ở chui trong hang, liệu có ai dám nói rằng vua Trần Nhân Tông nghèo đến nỗi không có cái nhà mà phải chui vào hang không? Chẳng ai dám nói Ngài như thế, vì ngai vàng Ngài còn rũ bỏ. Cái người này là người ta vứt bỏ, người ta thừa, người ta vứt bỏ, người ta không dùng đến. Đấy, Đức Phật cũng thế. Ngài viên mãn về tất cả, không thiếu thốn. Cho nên kính thưa đại chúng, thành Phật là viên mãn tất cả, không còn lo gì cả. Cũng không lo mình đói ăn, không lo mình thiếu mặc, không lo mình không có tiền tiêu, không lo mình ốm, không có người chăm sóc, không có thuốc men. Thành Phật là đủ hết, thưa đại chúng. Cái đặc biệt như vậy. Con đường tu Phật là như vậy, là cái con đường để tăng trưởng cho mình công đức và phước báu. Thì làm sao lại trở thành thiếu thốn được? Không thể. Cho nên mới nói Đức Phật đấng tối thượng là ruộng phước điền tối thượng. Chúng ta gieo vào ruộng Phật được bao nhiêu phước lành không bao giờ mất. Đại chúng nhớ. Đấy. Thì ông vua Minanda, ông nói với Tỳ kheo Na Tiên: như tôi nghĩ, thưa đại đức, tôi nghĩ là Đức Phật A Tăng kỳ kiếp tu hành viên mãn tất cả các công hạnh như vậy, thì chắc chắn rằng những cái này là Ngài không bao giờ thiếu, và Ngài cũng phải viên mãn, phải không? Về tài lộc, về danh dự, về y phục, về ẩm thực, về chỗ ở, về thuốc men, vân vân. Ngài không thiếu, có đúng không? Thì Na Tiên mới đáp rằng: vâng, đúng vậy. Na Tiên khẳng định điều đó là đúng. Nghe? Đấy. Như vậy, thưa đại chúng, tu thành Phật là đầy đủ tất cả, không thiếu thốn. Nhé. Cho nên đại chúng đừng lo, cứ chăm chỉ tu Phật, tự nhiên mọi cái nó sẽ đến với mình. Chỉ có đến sớm hay đến muộn, mình chân thật tu tập nó sẽ đến. Đừng lo, con tu Phật thì con lại không có lộc lá gì. Thế giờ chúng ta tiếp tục vào câu chuyện. Khi mà Na Tiên khẳng định rằng Đức Phật là người viên mãn tất cả như vậy, thì ông vua Minanda ông mới nói thế này: thưa đại đức, chuyện khác thì tôi không nói, chỉ nói đến cái vật thực thôi. Những cái khác tôi không nói, bây giờ tôi nói riêng về cái chuyện vật thực, tức là đồ ăn đó. Nếu đại đức bảo rằng phước báu về vật thực của Đức Thế Tôn là rất lớn, là viên mãn, luôn luôn dư thừa, không bao giờ thiếu thốn, thế thì tại sao có một lần nọ, khi Ngài đi trì bình khất thực tại nhà một người Bà La Môn Pankasala, Ngài không nhận được vật thực, đành phải ôm cái bình bát không mà đi ra? Đại đức nghĩ sao về trường hợp ấy? Đấy, thưa đại chúng, thấy ông này ông hóc hiểm không? Ông đưa vấn đề rất hóc hiểm. Ông lập đề thì rất là hay.
Đức Phật là viên mãn về công đức phước báo chứ gì, phải không? Nghe không? Bây giờ bắt đầu ông mới móc ra một trường hợp, ông nói vậy tôi không nói gì nhiều về phước báo của các cái thứ khác, tiền của đất đai nhà ở y áo gì, thôi tôi chỉ nói về việc đồ ăn thức uống thôi. Tôi hỏi Ngài tại làm sao Đức Phật bảo là viên mãn tất cả, thôi không nói nhiều những cái kia, chỉ riêng về phần ăn uống. Tại sao tôi nghe trong kinh Phật ấy, trong sử Phật ấy, lại có câu chuyện có một lần ấy Đức Phật đến nhà một ông Bà La Môn tên là Pankasala, đến nhà ông khất thực, mà sau đó Phật lại ôm bình bát không đi ra, không được cái gì cả. Vậy thì Ngài giải thích cho tôi là làm sao đây? Làm sao nếu Phật đi khất thực mà lại còn được bát không thì còn nói chuyện gì? Phải không? Nên mà sao Phật ôm bình bát đi xin mà lại ra bằng tay không, bằng bình bát không có gì, không có một tí thức ăn nào? Thế thì phước của Phật ở đâu? Cái anh chàng ăn mày đó đi ăn xin mà vô phước thì không ai cho. Nhưng cũng có đứa đi xin ấy thì người ta cho rất nhiều. Mà có khi họ nó không cần xin đâu, đứng đấy mọi người tự đến cho. Thế là phải có, nó phải có phước chứ. Đại chúng thấy không nào? Thế tại sao mà tôi lại thấy trong sử Phật này có câu chuyện Đức Phật đến khất thực nhà ông Hà Nội mà rồi sau đó ôm bình không đi ra, bát không, không có gì? Không hiểu thế là phước của Phật ở đâu? Phước Phật ở đâu hả ông Tỳ Kheo? Ông Na Tiên, ông giải thích cho tôi. Đấy, chúng ta thấy ông hỏi gớm không? Na Tiên mới nhẹ nhàng đáp thế này: rồi Đại Vương sẽ sáng tỏ thôi. Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thiếu thốn vật thực đâu. Sở dĩ tại nhà người Bà La Môn Đức Phật phải ôm bát không trở ra là do Ma Vương quậy phá. Ma Vương đã dùng thần lực che mắt người Bà La Môn đấy, Tâu Đại Vương. Đây là câu trả lời của Tỳ Kheo Na Tiên. Na Tiên nói rằng rồi Đại Vương dần dần sẽ hiểu rõ thôi. Đức Thế Tôn không bao giờ thiếu thốn vật thực. Sở dĩ Đức Thế Tôn đến nhà Bà La Môn này khất thực mà phải ôm bình bát không đi ra là do cái con Ma Vương nó quậy phá. Nó dùng cái thần lực của nó che mắt cái người Bà La Môn này. Thế thôi. Đấy, thưa đại chúng. Đây là Na Tiên khẳng định như vậy. Thì chúng ta tiếp tục xem ông vua Minh Đà ông nói sao. Ông vua mới nói thế này: thưa Đại Đức, chuyện ấy mà có đấy thì lại phát sinh hoài nghi khác nữa. Nếu quả thật có cái chuyện Ma Vương che mắt ông Bà La Môn này khiến cho ông không cúng dường được Phật, thế thì tôi lại sinh thêm một cái nghi nữa đấy ông ạ. Ông mà nói rằng đây là thật thì tôi lại nghi nữa. Ông nghi thế nào? Tôi hoài nghi thế này, rằng công năng vô lượng phúc báu Ba La Mật của Đức Thế Tôn ở đâu mà khi ấy nó không trổ quả ra? Ông hỏi rất là gớm. Ông bảo rằng là ma nó che mắt cái ông tín, ông thí chủ kia, khiến cho ông không nhìn thấy Phật để ông cúng dường. Thế thì tôi rất nghi ngờ. Vậy bảo rằng Phật đầy đủ các công năng Ba La Mật thì cái công đức ấy nó ở đâu mất mà nó không trổ ra thành quả để mà giải cái che mắt đi, để cho ông kia ông cúng dường. Bây giờ ví dụ đại chúng thỉnh thoảng cũng nghe cái câu chuyện ma che mắt chưa? Có thấy những trường hợp ấy không? Có đấy, ma che mắt mình đấy. Đấy, thỉnh thoảng nghe câu chuyện có người cứ thế mà đi thẳng vào đường tàu. Rõ ràng tàu còi hú hẳn hoi mà cứ thế đi vào đường tàu đấy, ở ngay Uông Bí đấy, trước cũng thế. Hay xe ô tô cũng thế, chả biết gì cả. Ma nó che mắt, nó bịt tai, không biết gì. Thế thì cái chuyện này là chuyện thật đấy. Chúng ta cũng nghe và chứng kiến rồi đấy. Chuyện ma che mắt. Lái xe, đang lái xe mà con ma đến nó quấy, nó che mắt, nó làm cho che mờ mắt thì là không nhìn thấy gì, là gây ra tai nạn.
đấy là chuyện thật. À, cho nên tại sao mà lái xe đúng là cấm uống rượu là vì thế. Khi mà uống rượu rồi là thần trí nó rối loạn, nó không được sáng suốt nữa, thì lúc ý làm lúc ma nó vào, nó tác động, nó làm cho mình rất nguy hiểm. Nào, thì ở đây có câu chuyện này, Na Tiên thì nói rằng cái con ma ma vương ấy, nó đến nó che mắt cái ông thí chủ Bà La Môn này, khiến cho ông không nhìn thấy Phật đi đến, cho nên ông không cúng dường được Phật, và Phật đi vào mà Phật lại phải đi ra bằng bát không. Thế thì ông vua Milan Đà ông rất là nghi, ông bảo vậy như thế thì tôi nghi ngờ, vậy công đức của Phật ở đâu, oai lực của Phật ở đâu, sao mà lại như thế được nhỉ? Khi mà nói thế này mình cũng nghi chứ nhỉ, ma mà dám nhảy sổ ra để che mắt làm cho Phật còn không có cái gì. Thì chúng ta nghe tiếp, Na Tiên mới nói: thưa đại vương, chẳng phải thế đâu. Lúc ấy vì ma vương có ác tâm rất mãnh liệt, đã tìm cách che mắt ông Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn. Nha. Nãy con ma vương này với ác tâm rất mãnh liệt, nó dùng gì? Dùng cái thần lực riêng của nó che mắt khiến cho ông kia không thấy Phật. Ông vua ông mới nói thế này: vậy nếu thế thì phát sinh cái nghi vấn rất to lớn hơn nữa, rằng là điều ác đã thắng điều thiện, rằng là tâm ác mãnh liệt của ma vương đã chiến thắng sự toàn thiện của Đức Thế Tôn, rằng là sức mạnh uy đức của Đức Thế Tôn do viên mãn các ba la mật vẫn không bằng sức mạnh ác đức của ma vương. Rồi người ta lại còn mỉa mai biếm nhẽ rằng: ồ, té ra ngọn cây mà nặng hơn gốc cây, tà đạo mà thắng chính đạo, người xấu xa ác độc, người hung dữ tham sân vẫn thường là kẻ có nhiều sức mạnh hơn người hiền thiện, người tốt, người khiêm nhu đức hạnh. Chẳng lẽ nào lại có cái sự thật đau lòng trên thế gian này như thế, thưa đại đức? Cái câu của ông ấy rất là hay, nhưng mà qua cái câu này mình thấy ông thật tâm là vẫn hộ trì cho chánh pháp. Nào, ông nói rằng: thưa đại đức mà nói như thế đấy thì không những tôi mà còn bao nhiêu người sẽ sinh nghi, mà cái nghi còn to hơn. Nghi gì? Nghi là cái tâm ác của ma vương lại thắng được cái sự toàn thiện đức hạnh của Đức Phật. Rồi cái gì nữa? Sẽ người đời người ta mỉa mai là ngọn cây mà lại nặng hơn gốc cây, nghe không? Rồi tà đạo lại thắng chính đạo. Thường thì gốc cây nặng hơn ngọn cây, thường là như thế. Nhưng thưa đại chúng, cũng có những trường hợp á, cái ngọn cây nó rất là nặng, nghe không? Nó mọc lên, nó hút lá lên, nó nhiều quá, nó nặng. Thế rồi cái cây nó đổ. Nhưng đa phần thì gốc cây bao giờ cũng nặng hơn ngọn cây, nó mới giữ được cái cây. Yeah. Thế rồi tà đạo lại thắng chính đạo, người ác lại, người hung dữ lại là kẻ có nhiều sức mạnh hơn người hiền thiện, người tốt, người đức hạnh ư? Chẳng lẽ nào lại có cái sự thật đau lòng như thế ở trên thế gian này? Như vậy ông vua Milan Đà ông vẫn rất lo lắng cho chính pháp. Và qua cái câu nói này của ông ấy, nó nhằm hiểu rằng cho chúng ta, gợi ý chúng ta là gì? Cái chính phải thắng cái tà, cái thiện sẽ phải thắng cái ác, người tốt sẽ phải hơn người xấu. Nghe không? Nhưng mà ở đây mà đại đức nói kiểu này thì tôi nghi rằng người ta sẽ nghĩ ngược lại đấy. Cái ác sẽ thắng cái thiện, người xấu sẽ thắng người hơn người tốt, à, cái tà sẽ thắng cái chính, nếu đại đức nói kiểu này. Vì ma vương lại che được mắt cái ông Bà La Môn, mà Phật đi đến khiến cho ông không nhìn thấy Phật, cho nên ông không cúng dường. Thế thì nguy to rồi đây, à, nguy to nha. Chúng ta xem ông dồn Na Tiên đến cái mức như thế nào, xem Na Tiên trả lời thế nào. Na Tiên mới thưa thế này:
Thưa Đại Vương, chính bao giờ cũng thắng tà, gốc bao giờ thường cũng nặng hơn ngọn, thiện bao giờ cũng thắng ác. Đại Vương, chẳng cần phải bi quan như thế. Sức mạnh dẫu là ác tâm của ma vương cũng chẳng bao giờ có thể thắng nổi Đức Thế Tôn toàn thiện. Đại Vương phải hiểu rằng lúc ấy ma vương với ác tâm mãnh liệt đã tìm cách che mờ mắt của người Bà La Môn kia, không cho thấy Đức Thế Tôn. Tâm ác mãnh liệt là khác, mà che mờ mắt là khác, tâu Đại Vương. Ở đây Na Thiên vẫn đang giải thích, nhưng mà nó cũng chưa phải là giải thích đến hết đâu. Cho nên ấy, sau câu này ông vẫn còn nghi ngờ. Na Thiên mới chỉ nói thế này: thưa với Đại Vương, như tôi á, thì sao? Tôi biết chánh bao giờ cũng thắng tà, wow, thiện bao giờ cũng sẽ thắng ác. Nha, ngài đừng phải lo lắng, đừng bi quan. Ma vương dẫu rằng nó có cái lực như thế, nhưng nó không bao giờ thắng được Đức Phật, không bao giờ. Đấy, thì chúng ta để nghe tiếp, nghe Na Tiên, Mi Tiên nói câu này, phải không? Mình cũng yên tâm, phải không? Là mình tu, mặc dù thưa đại chúng, bây giờ đang là thời mạt pháp đấy. Thời mạt pháp này quả thật ấy, cái thế lực của ác pháp nó rất là mạnh. Nhưng tại vì sao? Vì chính chúng ta chưa sống đúng chính pháp thôi. Mà chính chúng ta đây này, mình chưa thực tập đầy đủ chính pháp. Nhưng nếu trong chúng ta những người này thực tập đầy đủ chính pháp thì chắc chắn chính sẽ vẫn thắng tà. Đấy là lẽ chân thật. Thiện sẽ thắng ác. Cái này không phải mình nói lý thuyết đâu, thưa đại chúng. Cũng không phải nói để động viên nhau. Không phải Thầy nói, Thái Minh nói thế để động viên Phật tử gắng tu thiện đi. Nhưng Phật tử bảo không, bây giờ người thiện ở đời khổ lắm, người ác cơ. Nhưng đấy, bây giờ Thầy thử cho Phật tử sống ác xem, đi thử làm ác đi, có làm được không? Không làm ác được, nghe không? Đó, cho nên ấy, chúng ta phải thấy cái điều này. Bản chất của cái ác là nó tự hại. Bản chất của cái ác là nó tự hại. Tự hại nhau và tự hại chính nó. Đại chúng, trong một tập thể, những người ác ở với nhau, họ sẽ tự đánh nhau, tự giết nhau, tự làm hại nhau. Có phải không? Người ác giống như những cái quả gai ấy. Quả gai mà để chung vào một rổ thì tự quả lọ đâm quả kia, quả lọ làm cho quả kia gãy, mòn, làm hại nhau. Đấy, bản chất của người ác là như vậy. Vì đấy là người ác. Người ác có bao giờ người ta biết hổ thẹn, có bao giờ người ta biết hướng về cái điều thiện, biết trân quý người khác đâu. Cho nên đại chúng thấy cho là bản chất của người ác là tự hại. Cái ác là tự nó hại, hại mình và hại những người xung quanh. Đấy là bản chất. Còn cái thiện thì bản chất của nó lại là an lạc. Người hiền thiện ở với nhau thì họ biết giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, bao bọc nhau, che chở nhau, phải không? Đấy, cho nên cái hiền thiện, cái thiện là an lạc, an lành. Thế cho nên chúng ta mới phấn đấu để xây dựng một xã hội hiền thiện. Đấy, cõi cực lạc của Tây Phương toàn là bậc thượng thiện, cho nên về đấy là an lạc. Cho nên Tây Phương là cực lạc, vì đấy là những bậc hiền thiện, những bậc thánh thiện, đúng không? Còn những cái chỗ như Atula, ngã quỷ, súc sinh, chúng ta thấy thế nào? Rồi địa ngục toàn là cái chỗ đau khổ. Trong loài súc vật đấy, đại chúng mà xem trong những cái bộ phim động vật vào hoang dã, mình thấy không? Con này giết con kia rất là sợ. Đấy là cái, những cái tính thiện của nó ít, cho nên nó tự hại nhau như vậy đấy. Và vậy thì chúng ta thấy vì bản chất của cái ác là tự hại, cho nên cái ác sẽ không bao giờ thắng được cái thiện. Có thể nhất thời một lúc nào đó cái ác có thể tạm thời thắng được cái thiện,
Nhưng mà về lâu dài thì không bao giờ cái ác thắng cái thiện cả. Cái thiện sẽ thắng cái ác. Đấy là cái lẽ chân thật, thưa đại chúng. Cho nên từ đấy thì Na Tiên nói Đức Phật sẽ thắng Ma Vương. Không bao giờ Ma Vương có thể thắng được Phật. Và kia là bằng chứng mà Đức Phật đã thắng Ma Vương và thành Phật. Thành Phật. Thế để chúng ta yên tâm. Bây giờ chúng ta nhìn trong cái xã hội hiện tại của mình bây giờ nó thác loạn nhiều thứ. Mình thấy người hiền thiện có vẻ yếu thế, người ác sau nó gớm ghê, nó lại còn oai oai nữa. Vào hoành tráng. Mình hiền thiện thì mình cứ bị lép vế, mình thế nọ thế kia. Nhưng không, nó chỉ là nhất thời, thưa đại chúng. Nhất thời thôi. Cái hiền thiện vẫn là cái được chân quý. Cái hiền thiện vẫn là cái được được nâng niu, vẫn là giá trị. Cái đó vẫn là cái đi lên. Ông vua Milan Đảo mới nói, vậy xin Đại Đức giảng cho chấm nghe điều ấy. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, điều này Đại Vương có thể hiểu được qua một ví dụ. Ví như cung điện của Đại Vương có nhiều cổng thành ra vào. Mỗi cổng thành như vậy thường có một số quân lính túc trực cùng với một viên võ tướng chỉ huy canh gác. Vì Đại Vương thương yêu thần dân như con, nên hàng ngày có một số người hay mang đến mật ong, sáp ong, cơm nước thượng vị vào dâng cho Đại Vương. Vì lòng tôn kính và ngưỡng mộ Đại Vương, có một viên võ tướng chợt sinh tâm ganh tị với Đại Vương. Khi người ta mang vật phẩm đến, viên võ tướng ấy liền chặn lại, xét hỏi, rắc rối không cho vào, làm cho Đại Vương không nhận được vật phẩm. Đại Vương nghĩ thế nào? Đại Vương không nhận được vật phẩm là bởi sức mạnh, oai lực của Đại Vương không bằng sức mạnh và oai lực của viên võ tướng gác cửa hay sao? Na Tiên mới lấy ví dụ là Đức Vua có rất nhiều cửa thành, mỗi cửa thành đều có những cái viên gác cửa cho là ông tướng canh cửa. Thế thì nhân dân người ta quý vua vì oai đức công đức của vua chăm lo cho nhân dân. Cho nên người ta nườm nượp, người ta mang vật phẩm, những cái đồ thượng vị vào trong cung để cúng cho vua. Thế bữa ấy có cái ông tướng này, ông ganh tị với vua, cho nên là cái cửa thành của ông ấy, ông canh ấy, là ông gây khó dễ, không cho mọi người mang vật thực vào cúng vua, dâng cho vua. Thì Na Tiên hỏi rằng, vậy Đức Vua không nhận được cái vật thực ấy là do uy đức của vua kém cái thằng võ tướng canh cửa đấy hay là sao? Đấy. Thế mà chúng ta thấy rõ rồi đúng không? Chỉ vì cái ông võ tướng ấy, ông ganh ghét, nhưng mà vua mà ra lệnh trảm là ông mất đầu ngay. Vào, cũng giống như Thầy nói vui. Ở đây, Phật tử lên chùa, lễ Phật, cúng Phật, rồi thăm Thầy, cúng dường cho Thầy. Thế nhưng mà anh bảo vệ dưới kia kìa, bữa ấy anh khó chịu với cái người này, anh cản không cho người này lên, thế là Thầy không nhận được đồ cúng dường ấy. Thế thì hỏi rằng cái anh bảo vệ ấy là oai đức hơn Thầy hay là Thầy hơn anh bảo vệ đấy? Là tiền đấy, cái ví dụ rất cụ thể. Thì Đức Vua mới nói thế này, tên gác cửa ấy nếu chấm bảo chết thì nó sẽ phải chết, làm sao lại có sức mạnh uy lực hơn chấm được, đúng không? Thế nhưng mà nó vẫn có thể gây khó dễ một chút đấy. Nghe không? Đấy, đại chúng hiểu không nào? Thì cái con Ma Vương này cũng thế. Bữa ấy nó biết Phật đi khất thực ở nhà cái ông Bà La Môn này, nó chạy đến trước, nó bịt mắt ông ấy ạ. Nghe không? Thế thì đến lúc Đức Phật đi qua nhà ông thì ông này đang bị bịt mắt, ông có thấy đâu, cho nó không chạy ra cúng dường. Cho nó không cúng dường thì Phật lại đi. Phật không vì cái chuyện đấy mà Ngài buồn hay Ngài vì gì cả. Na Tiên mới nói, đúng thế, vì tâm ganh tị của tên võ quan quá lớn nên sinh ra việc ngăn người ta vào cúng cho vua, chứ sức mạnh và uy lực của võ tướng gác cửa làm sao bằng Đại Vương được. Cũng thế, Ma Vương tâm ác quá mạnh, che mờ mắt của người Bà La Môn, chứ sức mạnh oai lực của Ma Vương làm sao bằng Đức Phật được. Đại Vương nên hiểu như vậy. Ông Vương nói, vâng, vậy là chấm hết nghi rồi. Na Tiên mới hỏi, thế hàng ngày Đại Vương cũng thường nhận được vật phẩm như vậy hay sao? Có khi nào những tên gác cổng ngăn chặn tất cả các cổng thành làm cho Đại Vương mất phần lợi lộc không có gì ăn không? Chắc chắn là không thể, đúng không?
Vua mới nói, làm sao lại mất được đại đức? Biết bao nhiêu là cổng, biết bao nhiêu là người vào. Lại nữa, tên võ quan kia chỉ trực cổng, ngày hôm sau thì đã phải đổi phiên cho viên khác rồi. Vật phẩm của trẫm không bao giờ thiếu, thưa đại đức. Vua mới nói rằng vật phẩm của trẫm lúc nào cũng đầy kho lẫm, không bao giờ thiếu. Dù là cái thằng gác cổng nó có bực, nó cản người ta không cho vào, thì không cổng này vào thì cổng kia vào. Nhưng ngày hôm sau nó đã phải đổi phiên rồi. Na Tiên mới nói, hay lắm, Đức Thế Tôn cũng như thế. Chưa hôm ấy, tuy Đức Thế Tôn ôm bát không từ nhà người Bà La Môn đi ra, đi qua cái người nhà Bà La Môn đấy, không được cúng dường. Nhưng mà do từ phước báu quá khứ của Ngài làm cho chư thiên nóng ruột, cái câu chuyện mà chư thiên nóng ruột đại chúng thường hay nghe, giống như Ngài A Na Luật thế đấy. Ngài đi đánh đáo với ông bạn, mấy ông bạn, rồi mẹ Ngài cứ phải, Ngài toàn bị thua thôi, cho nên mẹ cứ phải nấu gì, nấu bánh, nấu trái để mang ra để Ngài trả nợ cho những ông bạn. Nên trả nợ nhiều quá, bà cụ bà tức, bà bảo thôi bây giờ tốt nhất là chỉ có cái bánh không có cho mày thôi, không có làm cho cái gì nữa. Thế thì A Na Luật lúc ý là sao? Là bị thua bạn rồi, thì lại nói với người hầu là về bảo với bà làm mang bánh ra đây để ta trả nợ. Thế thì bà mới mang một cái mâm, một cái lồng bàn đậy lên, ở mày ấy, mang cho cậu là gì? Mang cho cậu cái bánh không có, thấy không? Đấy, cho nó bánh không có. Chứ bà cũng tức lắm rồi, bây giờ suốt ngày cứ ở nhà để nấu bánh cho nó trả nợ này. Thế thì cô nàng hầu thì cũng cứ thế mà bê cái mâm bánh đi thôi, tức là không có gì trong đấy cả. Nhưng đi nửa đường thì ông Ngọc Hoàng, ông trời đế thích ấy, tự nhiên là nóng ghế, trên ghế mình ngồi nóng gian, không hiểu vì sao ông ấy nhòm xuống dưới này thì thấy chết rồi. Cái mâm bánh của Ngài A Na Luật không có cái bánh nào, mà nếu mà mang cái mâm này ra mà Ngài mở ra mà không thấy bánh nào ấy, là mình là sẽ bị hết phước, là phải rớt xuống, không được làm Ngọc Hoàng đế thích nữa đấy. Thấy không? Như vậy đấy thưa đại chúng, cho cõi người mình với cõi trời liên đới với nhau dữ lắm. Nghe không? Ông sợ quá, thế là ngay lập tức ông phải mang bánh từ cõi trời, ông mang xuống và ông bỏ vào trong cái lồng bàn đấy, trong cái mâm đấy. Thế là cô nàng hầu cô mang đến. Thế thì A Na Luật bảo, đâu, thế bánh của ta đâu? Cô hầu cô bảo, thưa cậu, hôm nay bà bảo là bây giờ chỉ có cái bánh không có cho cậu thôi. Đây, bánh không có của cậu đây. Thế mở ra thì lại thấy một mâm đầy những cái bánh đặc biệt. A Na Luật cầm ăn, thấy nó mùi hương nó lạ vào, đưa trả các bạn, thế bảo, ôi sao, sao bây giờ mới được ăn cái bánh không có này, sao mà nó lại ngon thế? Thế là sau cái trận đánh đáo về thì A Na Luật về mới trách mẹ, mà mẹ cứ bảo mẹ thương con nhất, cái gì mẹ cũng không tiếc con, thế mà mỗi cái món bánh không có hôm nay mẹ mới cho con ăn. Thế bà bảo, thế mày ăn bánh không có là mày ăn thế nào? Và đấy, bánh không có đấy, này đưa còn mấy cái bánh đưa cho bà xem. Thì bà bảo, đúng thật, cái này bà không hiểu nổi. Đấy là do phước báu của Ngài A Na Luật, Ngài không thể thiếu được. Cũng do một tiền kiếp, Ngài cúng dường cho một vị Bích Chi Phật với tâm thành kính, mà Ngài nhịn phần ăn của Ngài, Ngài cúng dường. Cho bây giờ Ngài được cái phước báu nè, Ngài không bao giờ thiếu đồ ăn. Mà nếu mà để cho Ngài thiếu đồ ăn là ông trời phải rớt mất chức. Thế thưa đại chúng, như vậy đấy, nó là nhân quả lạ như vậy đấy. Cho nên trần gian mình những người có phước đức ấy, mà làm sao là ông trời trên kia phải bị động đấy, không phải ông không động đó. Thế thì khi mà Đức Phật ôm cái bình bát không từ nhà Bà La Môn này đi, thì ngay lập tức ở trên trời, ông Đế Thích tự nhiên thấy là nóng hết ruột gan, không hiểu làm sao. Khi ấy ông mới quan sát biết sự việc, thì ngay lập tức quá nhiều chư thiên đã hối hả làm vô số các món ăn từ cõi trời mang xuống dâng cúng cho Đức Phật. Bây giờ là vô số chư thiên bay từ trên trời xuống, thấy bát của Phật không này là cơ hội cho mình để mình được cúng dường. Cho nên là các vị mang bao nhiêu thứ từ trên trời xuống cúng vào bình bát của Phật. Thế đó, sức mạnh của Ma Vương không thể hơn sức mạnh của Đức Thế Tôn, tà không thể hơn chính, ngọn không nặng hơn gốc, ác không thể thắng thiện, và công đức phước báu của Đức Thế Tôn bao giờ cũng dư thừa viên mãn Tâu Đại Vương. Chúng ta tùy hỷ với công đức của Phật nhé.
Vua Milan Đà gật đầu: Thôi, đồng ý là sức mạnh, oai lực của Ma Vương không bằng Đức Phật được. Nhưng trẫm vẫn còn thấy có cái gì đó ẩn đằng sau câu chuyện này, là dù sao khi Ma Vương che mắt người Bà La Môn, làm cho Đức Phật ôm bát không đi ra, thế là Ma Vương đã đạt được tâm nguyện rồi, đã vừa ý muốn của mình rồi. Chẳng lẽ nào Đức Phật với 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp tu Ba La Mật, bao nhiêu giác minh tuệ thần thông mà không nâng đỡ được mình hay sao, để cho Ma Vương lại đắc ý mỉm cười, có phải thế không? Nghe không? Để cho Ma Vương đem đến sự tai hại cho Đức Thế Tôn dù là một chút ít, Đại Đức có thể nào phá nghi điều ấy cho chấm không? Ông vua Minan Đà, ông vẫn sao? Ông vẫn còn lăn tăn. Nhưng mà như thế thì tôi vẫn chưa chịu được, tôi vẫn khó chịu lắm. Dù là Đức Phật không khất thực được chút gì ở nhà ông Bà La Môn, sau đó chư thiên từ trên cung trời bay xuống cúng dường bao nhiêu, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nó có cái gì không thoải mái. Tức là Ma Vương nó được đắc chí, ít ra là ông che mắt được cái ông Bà La Môn này, làm cho Phật phải ôm mình bát đi, nó mỉm cười. Như thế là tôi vẫn không thích, nghe không? Ông vua Minh La Đà bảo tôi vẫn không thích Ma Vương lại đắc chí như vậy, làm cho Phật không phải là nhiều nhưng một chút không được như ý. Thì Na Tiên mới nói: Có thể được, Đại Vương hãy lắng nghe. Vấn đề bố thí cúng dường vật thực của thí chủ đến cho người thọ thí có thể có 4 sự tai hại ngăn trở làm cho sự cúng dường không thành tựu. 4 sự ngăn cản đấy là gì? Thứ nhất, tai hại khi thí chủ chưa thấy người thọ thí. Thứ hai, tai hại khi thí chủ đã sẵn có chủ tâm làm vật thực dâng cúng. Thứ ba, tai hại khi thí chủ đã sửa soạn vật thực xong rồi. Và thứ tư, tai hại khi thí chủ dâng cúng vật thực rồi và người thọ thí đang thọ dụng. Na Tiên mới nói thế này: Thưa Đại Vương, trường hợp của Ma Vương ngăn trở che mắt người Bà La Môn thuộc loại tai hại thứ nhất. Đấy là vì ông Bà La Môn không thấy Đức Phật, người đến thọ thí tại nhà mình, đấy là sự tai hại bình thường. Ông Bà La Môn chưa thấy Phật nên chưa khởi tâm đem ra cúng. Ma Vương chỉ có khả năng đem đến sự tai hại ngăn trở cái loại thứ nhất này thôi. Sau đó thì Na Tiên giải thích về những cái chướng ngại thứ hai, thứ ba và thứ tư. Nghe không? Nó có thể ngăn cản. Ngăn cản khi người này cúng dường rồi mà họ vẫn ngăn không cho ăn. Nhé. Thế rồi khi mà đầy đủ rồi mà người này vẫn không thọ thực được. Nó có những cái chuyện như thế này, thế này chúng đây. Cái loại tai hại thứ hai thế này. Tai hại thứ hai là khi sửa soạn vật thực cúng dường thì có người với ác tâm đến phá hoại, tìm cách ngăn cản. Ví dụ các Phật tử ở nhà đã chuẩn bị mua đồ để về rồi, để chuẩn bị nấu cơm cúng dường chư tăng, thì có một người khác đến bắt đầu nói sao, dùng cái lời nói làm cho thí chủ thối tâm, bảo ôi dồi, thì cúng dường cho mấy cái thầy ấy làm gì, mấy thầy ấy cúng ăn vào chả được cái gì đâu, tốn của tốn gạo, nghe không? Thôi đừng mất công cúng làm gì, thôi để đấy cho nuôi con ăn, hay là để mình ăn cho nó béo. Ê, thế là mình nghe thấy nói thế là mình thôi không cúng nữa. Đấy cũng là một cái cách ngăn cản. Cái cách thứ ba là mặc dù vật thực đã soạn xong, người thọ cúng chưa đến, thì kẻ khởi ác tâm phá hoại bèn lân la nói làm cho gia chủ phân vân hoài nghi. Ví dụ nói rằng cúng dường thì có phước báu gì đâu, thà để cho chồng cháu, con cháu thọ dụng còn hơn. Hoặc người thọ ấy có tu hành gì đâu, ông ấy là người xấu không có đức hạnh. Hoặc cúng dường đệ tử ông Cù Đàm thì các giáo phái khác họ lại ganh tị và người ta sẽ thù hằn mình đấy. Ví dụ bây giờ có Phật tử rất quý các thầy, mời các thầy đến nhà để cúng dường, thế thì có người hàng xóm nói ôi giời, thôi đừng cúng các sư, bây giờ mình mà cúng các sư thì đây này, mình nhà mình ở cạnh nhà thờ đây này, là mấy thầy tu bên nhà thờ người ta lại ghét mình đấy, đừng cúng, xui như thế đấy. Như vậy đại chúng thấy không,
cái sự cúng dường của mình có rất nhiều chướng ngại có thể xảy ra. Mình muốn nhưng bị cái duyên xấu nên ngăn cản không cho mình cúng nữa. Thế lúc cái mình ghe, thế là mình không cúng nữa. Cái duyên thứ tư là khi mà vật thực đã làm sẵn rồi, mời các thầy vào nhà, mâm bàn đã dọn sẵn, thức ăn dọn sẵn rồi, nghe không? Lại có người đến ngăn cản. Con bạch các thầy, cái thí chủ này á, tâm nó không tốt đâu. Thầy đến thầy ăn ấy, con đảm bảo hôm nay làm toàn bằng đồ bẩn thôi đấy, nghe không? Thế rồi mà có khi nó có thuốc độc đấy thầy ạ. Thầy ăn vào nó không phát tác ngay, nhưng mà thầy về nhà mấy hôm thì thầy lăn ra chết đấy. Thế là các thầy sợ không dám ăn nữa. Đấy cũng là một cách ngăn cản cúng dường, nghe không? Thì ở đây gọi là Na Tiên lọc ra có bốn cái cách chướng ngại, tai hại, ngăn cản sự cúng dường. Nha. Ở đây Phật tử chúng ta đã có ai bị ngăn cản như thế chưa nào? Chắc là thầy tin là có rồi. Đấy, những người ác tâm, người ta thấy mình khởi thiện tâm, họ muốn phá mình thế thôi. Đấy, phá mình. Tâu Đại Vương, Ma Vương chỉ có thể làm hại cái phần ngăn cản thứ nhất thôi, đến Đức Phật. Còn ba loại về sau, Bần Tăng không thấy trong tam giới này, trời người ma vương phạm thiên nào có khả năng làm điều ấy ảnh hưởng đến Phật. Kẻ nào mà ngu si làm ba điều cản trở ấy đến Phật thì cái đầu của người ấy sẽ ngay lập tức vỡ làm bảy mảnh, Tâu Đại Vương. Ai khởi cái tâm, ở đây Thầy nói ngăn cản việc cúng dường đến Phật nhé, thì cái đầu người ấy sẽ vỡ làm bảy mảnh. Đấy, ba cái lần, ba cái về sau này này. Chỉ trừ bây giờ nó đến nó bịt mắt trước là Phật đi đến thì không sao, không nhìn thấy Phật. Chứ còn khi người ta đã thấy Phật rồi, người ta muốn cúng dường thì không ai có thể ngăn cản được. Ai mà ngăn khởi tâm ngăn cản thì người ấy đầu tự nhiên vỡ thành bảy mảnh. Na Tiên khẳng định như vậy. Đấy, thưa đại chúng, đấy là cái oai lực của Phật, cái phước đức của Phật khiến cho các cái ác hại kia không thể được. Lại nữa, một bậc chính đẳng chính giác thường có bốn điều bất khả xâm phạm, không ai với uy lực nào có thể đem đến tai hại hoặc phá hoại được. Đó là: thứ nhất, bất cứ lợi lộc gì, phẩm vật gì, tứ sự gì mà thí chủ đã khởi tâm hoặc đã sửa soạn cúng dường đến Đức Phật thì sự cúng dường ấy ắt hẳn sẽ thành tựu, không ai với uy lực nào có thể phá hoại được. Nếu ai ở nhà đã sẵn sàng chuẩn bị các đồ để cúng dường Phật mà Phật đã hứa khả nhận lời thì không một ai có thể đến ngăn cản phá hoại được việc đấy, không thể làm được, thưa đại chúng. Với quý thầy và là phàm tăng thì có thể bị phá hoại. Mình đã làm rồi đấy, đã chuẩn bị để cúng dường rồi đấy, lại có người đến xui mà thôi 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 đừng cúng các thầy nữa, thế nọ thế kia, thế là mình thôi cất đi, bỏ tủ cất đi, là mình có thể bị. Nhưng với Phật là không thể bị. Thứ hai, Đức Thế Tôn có hào quang sáu màu thường tỏa sáng xung quanh bán kính chừng một sải tay, chẳng có ai với uy lực nào có thể làm cho lu mờ hoặc phá hỏng hào quang ấy. Cái đấy là cái điều thứ hai, hào quang của Phật không ai có thể làm mờ đi được. Thứ ba, tuệ giác của Đức Phật rỡ rỡ quang minh, tịch nhiên viên chiếu, xuyên chiếu, bao trùm, chẳng ai có khả năng tung bóng tối vô minh mà xâm phạm vào cái tuệ giác đấy của Phật được. Đấy là cái điều thứ ba. Đương nhiên đã là Phật thì không ai có thể đem vô minh đến cho với Phật được, xui bảy Phật làm điều này điều kia được, không thể có. Thứ tư, sinh mạng của Đức Thế Tôn chẳng có một uy lực ma quân nào động đến được. Thọ mạng của Phật, sinh mạng của Phật không một ai có thể can thiệp vào được. Điều này chúng. Còn chúng ta, thọ mạng của mình có thể bị can thiệp do nghiệp, do duyên của mình. Này chúng hiểu không nào? Ví dụ bây giờ mình mà phạm pháp, đáng nhẽ mình được sống đến 70 tuổi, nhưng phạm pháp, phép nước bắt phải tử hình là phải chết. Đấy là bị can thiệp đấy. Còn riêng với Phật thì thọ mạng của Phật, sinh mạng Phật không ai có thể động vào được, không ai, chỉ trừ khi Phật xả thọ mạng thôi, không ai động vào được. Tâu Đại Vương,
Nếu đại vương thông hội thêm bốn điều bất khả xâm phạm ấy, thì đại vương sẽ không bao giờ dám đem sức mạnh và uy lực của ma vương để so sánh với uy lực và sức mạnh của Đức Thế Tôn. Phải vậy không? Việc ma vương che mắt người Bà La Môn là việc làm ẩn khuất, giấu giếm, chứ ma vương nào dám trực diện, đối diện với Đức Thế Tôn. Việc làm của ma vương chẳng khác gì người đàn bà ngoại tình, vụng trộm, hành động lén lút, giấu giếm Đức Lang Quân của mình. Nếu ông chồng mà bắt được vợ mình làm việc vụng trộm ấy, sẽ dẫn đến đại vương, thì đại vương xử trị ra sao? Ông vua mới nói, thì làng xã thôn ấp người ta cũng trị được. Nói đến luật nước tối cao làm gì? Người ta thường hành hạ, đánh đập, gọt tóc, bôi cho vào mặt. Cái này chắc ở Việt Nam thôi, phải không? Bêu rếu giữa xóm làng, rồi sau đó cho làm kẻ gia nô, kẻ nô tì. Đấy, tức là vua nói là cái này chưa cần đến luật nước, cái luật nàng thôi, người ta cũng đã trị cái tội mà lang trạ này rồi, chưa cần đến luật nước của tôi. Thì Na Tiên mới nói, ma vương hành động lén lút cũng như thế đấy. Nếu mọi người biết, mọi người sẽ khinh bỉ. Còn riêng Đức Thế Tôn, dù ma vương có tâm xấu với Ngài, thì Ngài vẫn là tâm giải thoát như không. Tâu Đại Vương, ma vương có ác hại với Phật như nào với Phật thì Phật vẫn không lay động gì cả. Ông vua mới nói, cảm ơn Đại Đức đã rọi đèn sáng vào khắp các hang hóc tối tăm của câu chuyện. Chấm không hề còn một mảy may nghi ngờ gì nữa. Chỉ có trí tuệ quảng bác uyên áo sắc bén của Ngài mới giải nạn cho những vấn nghi mà thế gian này không ai làm nổi. Một lần nữa tri ân Đại Đức vậy. Ông vua rất hoan hỷ, bèn quỳ sát đất đảnh lễ tỳ kheo Na Tiên, rồi tán thán: Chấm xin tôn kính đảnh lễ Ngài Đại Đức Na Tiên cao quý và trí tuệ vô song. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay cho tỳ kheo Na Tiên của chúng ta. Kính thưa đại chúng, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy được một cái chân lý, là chân lý sự thật tối hậu là vĩnh hằng. Thiện sẽ thắng ác, chính sẽ thắng tà, tốt sẽ thắng xấu. Cái đấy là chân thật, đấy là chân lý. Cho nên chúng ta có duyên lành được gặp bậc chân chính tối thượng là Đức Phật. Chúng ta hãy cố gắng tinh tấn tu tập để chúng ta một ngày sau này cũng được đầy đủ như Ngài. Trên con đường tu Phật, chúng ta biết là con đường hoàn thiện mình và sẽ đầy đủ tất cả các phước báu. Chỉ sợ mình không có phước báu thôi, thưa đại chúng. Công đức cũng là một thứ phước báu. Cho nên ở trên đời chúng ta phải chăm chỉ tu tập để tích lũy phước báu. Chúng ta đừng xem thường phước báu. Thiếu phước báu là đau khổ, thiếu phước báu là bất hạnh. Đấy, cho nên chúng ta phải cố gắng. Đức Phật cũng thế, Ngài không bỏ một chút phước báu nào, dù là bằng sợi chỉ cây kim, Ngài cũng không bỏ. Chúng ta thực sự là mình còn thiếu nhiều phước báu lắm, cho nên mọi người đều phải hết sức cố gắng. Các cái công hạnh mình phải thường xuyên bổ sung, mình kiểm điểm mình còn thiếu những cái hạnh gì, cái gì mình còn yếu, để mình cố gắng, mình nỗ lực. Đó, thì trên đường tu như vậy mình sẽ tiến đạo được. Và mình phải thường xuyên soi xét lại mình, thưa đại chúng. Đức Phật thành được Phật là Ngài thường biết soi lại mình đấy, kiểm lại mình để mà bổ túc cho mình những cái phần còn thiếu sót, còn kiếm. Thì kính thưa đại chúng, bài giảng hôm nay kết thúc ở đây. Quý Thầy cũng mong mỏi toàn thể đại chúng nói gương Đức Phật tinh tấn tu học, tích lũy cho mình phước báu đầy đủ. Và sinh ra ở đâu cũng thế, mình được đầy đủ phước báu, không có đau khổ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp
tất cả ơi đệ tử và chúng sinh ơi đều chọn thành Phật đạo. Chư Phật đã chỉ bày, yêu chân lý, yêu hòa bình, yêu tự do, nên ta mến yêu đạo Phật, nên ta mến yêu đạo Phật. Yêu mọi người, yêu muôn thú, yêu sông nói, yêu thiên nhiên, nên ta mến yêu đạo Phật, nên ta mến yêu đạo Phật. Việc ác ta không làm, việc thiện ta hăng say, tâm khẩu ý thanh tịnh, chư Phật đã chỉ bày.